Chào các bạn, trong video này tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng chức năng quản lý bài tập trên hệ thống học trực tuyến của TechMaster. Trong video này thì tôi sẽ demo 3 chức năng chính, đó là tạo bài tập, chấm bài và xem thống kê bài tập của học viên. Thứ nhất, đó là phần tạo bài tập. Để tạo bài tập thì chúng ta sẽ có hai cách. Cách thứ nhất là chúng ta tạo ở trang soạn giáo trình, và cách thứ hai là chúng ta tạo ở trang quản lý lớp học. Hai cách này khác nhau ở một điểm cơ bản, đó là bài tập nếu như được tạo ở trang soạn giáo trình thì nó sẽ được sử dụng chung cho tất cả các lớp mà sử dụng cái bộ giáo trình đó. Còn bài tập nếu như được tạo ở trang quản lý lớp học thì bài tập đó sẽ chỉ được gán cho riêng lớp đó thôi. Sau đây thì mình xin demo chức năng tạo bài tập ở trang quản lý giáo trình. Trước tiên, các bạn truy cập vào trang techmaster.vn. Sau đó, vào trang giảng viên. Ở đây các bạn có thể thấy là tôi đang quản lý hai lớp là SQL Tuning 01 và SQL Tuning 02. Hai lớp này đều sử dụng chung một bộ giáo trình là SQL Performance Tuning 2020. Bây giờ tôi sẽ tiến hành tạo bài tập ở bên trong bộ giáo trình này. Và phần giáo trình. Để tạo một bài tập mới thì chúng ta sẽ tạo một step mới. Step này sẽ có kiểu là bài tập. Bài tập sẽ có các phần, đó là tên này, trạng thái và nội dung bài tập. Tên bài tập tôi sẽ nhập là ví dụ bài tập logic 01. Trạng thái của bài tập ẩn, có nghĩa là các bạn đang soạn dở và các bạn khi các bạn bấm lưu bước, các bạn chưa muốn cho học viên của mình nhìn thấy bài tập thì các bạn sẽ chọn trạng thái là ẩn. Còn công khai tức là bài tập này các bạn đã soạn xong và các bạn muốn giao cho học viên thì các bạn sẽ chọn trạng thái là công khai. Nội dung của bài tập thì đây tôi sẽ lấy ví dụ. Tôi sẽ lấy ví dụ là bốn bài tập này. Tôi paste vào đây. Bài tập của các bạn nếu như có ảnh hoặc là có code hoặc là có bảng biểu thì các bạn có thể sử dụng các tính năng này trong SQL Editor. Ví dụ như là code chẳng hạn. Data bằng 5. Có thể chọn JavaScript chẳng hạn. Nó sẽ hiện ra này. Và như hoặc là nếu như bài tập của các bạn mà có ảnh thì các bạn cũng có thể paste ảnh vào đây. Đó. Đây là ví dụ. Tuy nhiên bài tập của tôi thì sẽ không cần ảnh, không cần code, tôi chỉ cần như này thôi. Ok. Sau đó các bạn bấm lưu bước. Ok. Sau khi bấm lưu bước xong thì chúng ta đã có một bài tập. Và cuối cùng tôi sẽ chuyển cái lesson này sang chế độ là công khai. Ok, như vậy là chúng ta đã tạo xong một bài tập ở giáo trình SQL Performance Tuning 2020. Bây giờ tôi sẽ vào kiểm tra xem hai cái lớp này, SQL Tuning 01 và SQL Tuning 02 đã có bài tập đấy chưa. Trước tiên là tôi sẽ thử vào lớp SQL Tuning 02. Các bạn vào chọn tab bài tập. Ok, ở đây các bạn có thể thấy là bài tập logic 01 mà chúng ta vừa tạo đã xuất hiện ở đây. Các bạn click vào để xem nội dung của bài tập. Đó, các bạn có thể thấy đây chính là nội dung của bài tập logic 01 mà chúng ta vừa tạo ở phần giáo trình này. Thử vào lớp SQL Tuning 01 xem. Cũng chọn tab bài tập. Đây, đây là bài tập logic 01 của chúng ta.
Như vậy là nếu chúng ta lựa chọn hình thức tạo bài tập ở trang soạn giáo trình, vậy thì chúng ta sẽ chỉ mất công là tạo một lần thôi, và bài tập đó sẽ tự động xuất hiện ở tất cả các lớp mà sử dụng chung một bộ giáo trình. Tiếp theo, mình sẽ demo phần tạo bài tập ở trang quản lý lớp học. Ở phần này thì bài tập được tạo cho lớp nào thì sẽ chỉ dành riêng cho lớp đó, và các lớp khác sẽ không nhìn thấy. Ở giao diện quản lý lớp học, bây giờ mình sẽ tạo bài tập dành riêng cho lớp SPL Tuning 02. Đầu tiên mình sẽ click vào lớp này, chọn tab là bài tập. Ở đây các bạn sẽ bấm vào cái nút là tạo bài tập. Ok, đến bước này thì giao diện nó sẽ rất giống với giao diện tạo bài tập ở trang soạn giáo trình. Ở đây thì chúng ta cũng nhập tên bài tập này, ví dụ là mình sẽ nhập là bài tập JavaScript XL chẳng hạn. Chọn trạng thái. Ở đây mình chọn luôn là công khai. Trạng thái của bài tập là công khai. Nội dung của bài tập. Ở đây mình sẽ ví dụ bài tập mình lấy trên mạng. Mình sẽ cho thêm cả phần code vào. Chọn phần HTML. Ok, đây là nội dung của bài tập JavaScript if else. Sau khi nhập hết các nội dung xong thì chúng ta bấm lưu. Và như vậy là bài tập JavaScript if else này đã tự động được gán cho lớp SQL Tuning 02. Còn lớp SQL Tuning 01 thì đương nhiên là sẽ không có bài tập đấy. Vì bài tập vừa rồi là chúng ta chỉ dành riêng cho lớp SQL Tuning 02 thôi. Tiếp theo thì mình sẽ demo phần chấm bài. Để chấm bài thì trước tiên chúng ta sẽ chọn lớp mà chúng ta cần chấm. Ví dụ ở đây tôi chọn lớp SQL Tuning 02. Chọn tab là bài tập. Ở tab bài tập này thì sẽ show cho chúng ta danh sách các bài tập của lớp này, trạng thái của bài tập đó. Bài tập này thì đã có bao nhiêu người nộp trên tổng số học viên và số bài chưa chấm của chúng ta là bao nhiêu. Ví dụ ở đây bài thu thập statistics này mới có một người nộp và có một bài mà chúng ta chưa chấm. Vậy chúng ta sẽ click vào đây. Ok, ở giao diện chi tiết bài tập này thì sẽ cho chúng ta thấy được là danh sách các học viên trong lớp, trạng thái nộp của từng người. Nếu như họ đã nộp rồi thì ngày nộp của họ là bao nhiêu? Và liệu là bài tập đấy đã được chúng ta chấm hay chưa? Ở đây các bạn có thể thấy là bài tập của bạn Duy nộp vào ngày 28 tháng 3 2020 thì bạn ấy chưa được chấm. Vậy thì chúng ta sẽ click vào đây để chấm bài cho bạn ấy. Click vào. Ok, ở giao diện này thì các bạn sẽ thấy được là nội dung của cái bài tập đấy này. Nếu như nội dung dài quá thì các bạn có thể bấm vào đây để ẩn nó đi. Đó. Link bài làm mà bạn học viên Duy này bài đã nộp. Các bạn có thể click vào đây để xem link bài làm của bạn ấy. Ghi chú của bạn học viên khi mà bạn ấy nộp bài tập thì bạn ấy có thể nốt thêm một số ghi chú để cho giảng viên lưu ý. Đây là cái ghi chú của bạn này. Và bây giờ chúng ta sẽ tiến hành chấm điểm cho bạn học viên này. Để chấm điểm thì các bạn sẽ nhập vào ô điểm này thôi. Ví dụ tôi cho bạn điểm 7 thôi. Sau khi nhập điểm xong thì các bạn có thể cho bạn ấy một số nhận xét. Ví dụ bài số 1 chưa đúng ở phần nào đấy. Bài số 2. Bài số 3 tương tự. Các bạn có thể chèn code mẫu cho các bạn học viên. Hoặc là các bạn có thể chèn cả ảnh. Hoặc là một số cái bảng biểu. Hoặc là cũng có thể là video YouTube. Đấy.
Sau khi đã cho điểm và cho nhận xét xong thì các bạn sẽ bấm vào phần chấm bài. Ok, như vậy là chúng ta đã chấm xong cho bạn Duy. Và khi chấm bài xong thì sẽ có một email gửi đến hòm thư cá nhân của bạn ấy thông báo là bài của bạn ấy đã được chấm. Và cuối cùng thì mình sẽ demo phần xem thống kê bài tập của mỗi học viên. Trước tiên, các bạn hãy chọn lớp mà các bạn cần xem thông tin thống kê. Ví dụ, mình chọn lớp là SQL Tuning 01. Các bạn vào phần học viên. Đây thì các bạn hãy chọn học viên mà bạn cần xem thông tin. Ví dụ, mình chọn sẽ xem thông tin của bạn là Bùi Văn Hiên. Các bạn kéo xuống. Ở đây nó sẽ có một phần gọi là tiến độ làm bài tập. Phần này sẽ show ra cho chúng ta biết là danh sách các bài tập được giao cho bạn này. Và với mỗi bài tập thì chúng ta sẽ biết được là bạn ấy đã nộp hay chưa, nộp vào ngày nào và điểm số mà các bạn ấy nhận được là bao nhiêu.